Ba. Con tên là? Tên chân là Trần Như Quân. Cả bác bà mở trường mẫu giáo qua mấy năm học tập cô hơi và cô mới. Sao đây? Từ đây con đi học bài ở bể mới trường. Đọc diễn cảm rồi coi. Thôi giờ tới bạn Quỳnh đọc nè. Bạn Quỳnh đọc vậy là